cầu Dầm Cống cả nhà. Cầu Dầm Cống. Sau này là hết rỗng rồi đúng không? Cầu Dầm Cống. Dưới sàn lên nhịp nha, nhịp. Chuẩn bị nhịp nè. Cà nhúng nhúng. Tao thấy đường láng nó có gì đâu, như nhịp sao nhịp xe đầu hồi qua khỏi cái kia là nó bình thường nha. Đó, sẽ sạc vô hết nhịp nè. Thấy như hút này nhịp à, khúc dây gầy treo thôi à, vô đây hết nhịp rồi. Thấy rõ không? Đấy. Mà nó nhịp cũng khá im á. À, khá im, rất là dạng như đàn hồi của... Đều. Cái gió á, gió nó đưa anh. Tại vì nó là cấp treo. Nó đông đưa. Nói chung này nó đâu có nhịp đâu, thấy không? Bình thường thấy không? Tại nhiều người ta nó không có tin. Không tin mày đi phải qua hai nhịp. Nhịp hết dây treo là coi như cái độ xe nó nhịp như thế nào. Rồi không có dây treo nó không có nhịp. Không có nhịp luôn á, nó như khúc này nó có nhịp đâu, im ru. Thao lẫn 19 cây số. Cao lắm. Cao lắm. Cầu Cao Lãnh thì nó sơn màu trắng. Còn cái cầu Dầm Cống màu xanh thì sơn màu xanh. Những cái gì bằng này. Mà ở đây nó không có nhịp. Nhịp như bên cầu bên Dầm Cống nha. Cầu Dầm Cống là nhịp. Cầu này bình thường ha, không có nhịp đó ha. Đúng rồi. Cầu bên kia là vừa lên nha, cấp dây treo là nhịp đã lắm cả nhà ơi. nhấp vậy đó hả? À, nhấp để mình răng vô đường chung sướng vậy đó cả nhà ơi. Không có, chạy ghê chưa? 67 chạy dữ chưa?